Chào tất cả mọi người chưa? Đây mình là xuống cái ao hoang này câu cá mọi người. Xem có con nào. Đây mình đi cũng tranh thủ đi sáng sớm, hôm nay trời khá là mưa. Thì tranh thủ xem có nào, có to nào thì mình lẩu mọi người. Ao này cũng khá là lâu rồi người ta bỏ. Người ta không trông lắm, ít trông rồi. Thi thoảng người ta mới ra cho mình nó từng non. Thì mình sẽ thử nó có nào rồi. Và vừa mưa xong. Trời vừa mưa xong thì bây giờ mình thử xem. Cá mú gì đây. Đấy béo. Có được to này. Để đây ông ấy ra cứ bình thường không kìa. Bây giờ mình xem kết quả xem nó như thế nào. Tại vì lâu mình chả đi cho nên là hôm nay mình đánh ra ngoài cho có cá cắn. Trời mưa đây. Quay trở lại với video của mình. Để với video của mình đây là đi câu. Trời khá là mát nên là đi câu thôi, có được cá. Đây, cho mọi người cảnh mình xem. Xem mà ao hoang, ao hoang mình ao rất rộng luôn, thấy chưa? Ao khá là rộng. Ông này ông thi thoảng mà ra ông trả thiết hai cái ao nữa, gọi là ít nom hơn. Đấy. Cứ lần nào gặp bà lục vĩ là hãm tài. Ao xung quanh khá là rộng rồi người. Nhìn khá là rộng, mình vớt ngay đây được. Hồ này cũng sâu phết, ngập đầu vậy. Người khung cảnh khá là đẹp vậy. Cơn gió à. Cảnh khá là đẹp. Cơn mưa đen xì mọi người thấy chưa? Cơn mưa đen xì luôn. Ao này hút lên 15 cá to mà, cá chuối, cá chép, à cá chuối, cá chê ấy. Bây giờ hút lên thì nhiều lại đấy. Kiểu nó lâu năm thì loại đấy nó mới sống lâu, nó không bắt được nó, hút lên. Cái ao này rộng lắm, mọi người nhìn. Ao này khá là rộng. Và tùm. Kia bụi chia cái xung quanh nhà con. Đây có một cái biển báo độ sâu cấm trẻ em. Mát giỏi đâu cắn rồi, mình nghĩ mát giỏi không cắn. Ôi, để ra được ấy. Đây lão rồi ăn chắc rồi. Ui mưa đó bán là máy.
Trời này đang mình nghĩ vẫn mưa nước mọi người ạ. Ui tầm chẹp đấy, tầm rất to rồi, tầm rất là to, chẹp chẹp nữa, cá chim ở đó ăn thịt kìa. Cái hoan hậu câu được cả chuối cả chị tỏ vô lý nhỉ, không nó thả luôn cắn này là phải, cá chuối hay thế mà thả một xuống nó nước nó con mồi đang di chuyển nó nước, cứ để im mà không cắn, thả phát cắn này là thì phải. Còn cá chuối mà để im mồi im một chỗ nó không cắn đâu. Tùy từng hôm, hôm cá nó ấm hôm. Đúng mưa rồi. Cái chợ vật. Khá là lâu năm rồi, nó rơi tầm mười mấy năm rồi, mười mấy năm cái hồ này. Cảnh đẹp quá, nhìn vào điện thoại cảnh này hơi đẹp, bơi cá các kiểu. Qua mưa đêm lạnh rời không cá nào. Chậm một tí thì đẹp. Quanh làng, ngay làng luôn ạ, ngay cạnh làng luôn. Rất nhiều hoa dại. Ngoài kia là đồng, ngoài kia là đồng. Đây thôi, mình làm một nhà. Đây có cái khe đây, nước thải. Hải. Hải nên đây là tai. Mưa mưa. Mày không ôm ướt hết con ạ. Mưa núi cái núi trắng tinh luôn. Cầu mưa nó chất. Đi qua đi. Mưa rồi, đẹp ra luôn. Anh kéo nó vào. Mưa mưa mưa. Mưa rồi, thế rồi. Thế rồi. Đi. Mưa mới đều. Trời, mưa câu cá mới hay rồi. Ôi, mưa to, mưa to, mưa to. Hả? Nhà nào? Nhà nào? Ờ, mày vào trong ngủ eo, tao ngủ ngủ được. Mày à? Kệ nó. Mưa khá là to à người. Ôi, mưa to mọi người. Trời mưa và bóng phập phùng. Đã đi lấy chồng con ở với ai? Không phải. Cắn luôn nhăng.
cá nó lôi ghê lắm. Mưa nó rơi vào. Mưa rơi vào. Mưa to lắm mọi người. Mưa nước mát nó ít cắn. Câu cá cứ trời mưa mới hay mọi người. Lưng. Mưa tỷ lệ cá cắn ít hơn mọi người. Con này chỉ mưa cơn tí thôi. Có. Dưới lưng. Mọi người, bao giờ mày tính rượu không được. Sao lại ngồi này mà lưng rớt 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 này. Tôi cho đít ướt lưng. Nó có que cắm ở đây. Các đầu cần ở cái tường này hiểu chưa? Các cái đầu cần này ở mỏm này. Cá cắn phát một thằng chạy xuống đây. Mùa đây vừa mưa vừa thì lộ. Mình đâu quay được. Thì đâu quay được. Đâu quay được. Cá nó lại không để thế cho mày. Mưa thông cảm mọi người. Thông cảm mưa cho nên là mình để cam vào trước để sau ướt hết. Sẽ không nhìn thấy mình nữa. Quên nó cả cái mũ đi, cái mũ cối đi, và cái nón đi. Để... đâu? Của Huyền đây. Con này mới mua hắn nhiều tóc đéo đâu. Tiền có là giả tướng quân đi mẹ nhuộm tóc. Mẹ nó càng đâu ai đoán nghe rồi. Tiền tóc
xin anh được 100. Mưa khá là dày rồi mà mưa này nó lâu tạnh lắm. Đấy nè. Đéo gì mắc ở đây. Chị à? Chị áo người tầm. Đầu nghĩ nó đang mưa. Chị ạ, ngủ rồi. Mày không ôm ra mày ra đấy. Không ôm mày ra đấy ngồi. Cái gì đó? Không ôm mày ra đấy. À đi vào mẹ ông nhà đi. Dạ. Yeah. Câu được không? Câu được. Đấy, phan đi rồi. Mưa là cá sướng lắm này. Nhiều mưa nhiều oxy. Đánh run lên câu cá chết. Ừ. Run đùa ra được. Lạnh này cá chim ít cắn lắm. Ông chuyên định mổ hầu hố câu cá ở nhà Quỳnh. Sắp sửa làm. Mất mùi à? Béo lên. Lưỡi béo quá.
Này, sao cá to khủng rồi. Em sợ chỉ nó rơi lại bên dưới không cắn được. Đã đi nghỉ thế. Bắt mồi. Mưa lách tách lách tách. Thịt ngon đấy, không cắn. Hậu nó phơi được cao ngang đó nhỉ? Mặc rồi. Rồi, cháu lên bắt dưới ra, đối đất đưa với đấy. Tình ơi, tình ơi, em ở đâu rồi? Mưa khá là khó câu mọi người. Em dối kia, đặt cái đất này. Đất lưỡi đất này không thể đéo gì đấy mà tao bảo ngay đất cái chỗ này mà hả được bảo ngay đất là anh tỉnh táo anh có làm cái đi mà cày ghê mất một cái móc, tôi mang một cái đi. Cái là cái cuối cùng. Cái không được thôi, chắc tôi à luôn. Bây giờ mình đặt quả lỗi quá. Điên ghê. Cá to ạ. Cá to cho nên là mình câu rất là khó. Khó nuốt. Đầu tư mấy cát nữa.
Khoáng cái linh hồn gì? Buộc này rất khó mà lại cá to cắn rất là ghê răng, vì mình buộc chắc này là to cắn rất là ghê răng. Rồi là điên, chết chưa mất chi rồi. Đắt thịt được. Hả? Nhà mày à? Ôi một thằng. Được. Tao thích rồi đấy. Bạn còn thích nữa. Bắt đầu thì thích rồi đấy. Cày gì? Giật quả này mạnh quá. Thì biết là đất ở chỗ đấy mà cười thế nhỉ. Vô lý, đất được phát đấy. Quả đấy được vãi trên phao này cắn. Cá không còn cắn dưới đấy được. Cắn kiểu gì mà đất đấy nhỉ. Bắt đầu mình vẫn mười không ạ. Điền nghe. Mưa dài rồi anh ơi. Mưa dài rồi.
chân. Bắt đầu tạnh mưa đấy. Tạnh mưa thì trông trò cá cắn này. Cảnh mà mặt hồ im lặng như con khoác này. Đi đâu cắn đi luôn điện cho đỡ được lại. Máy gặp nó lên đỏ này. Máy máy đốt điện nha. Máy mua một cân hai cát. Tao xin câu ăn lại nó thôi. Để tao hay cát câu mang xuống đây. Tao bảo là tao xin câu ăn hết cát rồi. Tao ủi ngồi tao lắm. Như lắm. Như lắm. Như hai cát. Hai cát.
thì nó có chùi ấy. Hai cát hay thì nhé, hôm nay thằng không với con nhé. Em đi làm rồi. Rồi, mày cứ quan điểm đúng điểm không có gì. Ok, trời lại đổ cơn mưa. Này là mưa chưa phú thắng kinh thang ấy. Thôi lòng ba mẹ nhớ rồi. Lại mưa rồi người. Cho lòng ba nội nhớ rồi. Như cái điểm mưa mới đau.
Để cái máy quay mày. Để cái máy luôn. Để cái ướt mỡ hết rồi. Đưa máy quay. Chú Yên nó ướt ở bên trong. Không. Đang một lượng mà. Vẫn lâu chả ướt. Ướt lên máy. Đó phải nào. Hơi mưa sầm rồi. Hơi mưa rồi, mưa quá. Mưa cơn mức mưa tạnh. Cây đổ đi. Cây đỏ đi không gì cả. Cây đỏ đi, cây đỏ rồi. Chỗ này nó thiếp mưa nó tạnh. Trời đất. Điều lắm cơ. Đáng bị ra. Người rất to rồi. Ồ, đẹp rồi đấy. Nó nhiều cơn thôi. Cá chép đó ăn thịt kìa. Rất mít khi. Mới của anh thì đất lên rồi. Vứt lên là nước xoài rồi. Khả năng thì bọn em câu phao được, đã có chỉ câu phao hay hơn. Câu phao nó không biết nó kéo. Mình chủ động. Mình lại cuốn cầm chìa khóa, mẹ ngại lắm thì mẹ. Dương ơi,
quần. Rất cả đầu, đồ phao nữa. Đồ phao là mình câu kiểu khác. Cho phao là nó kêu hình khác bọt.
cây chép chân ra nước. Nhiều rất to rồi. Kéo mẹ lên đi. Không lắp vào cần tao, không cần tao. Kéo đi. Lắp vào cần anh, câu cần anh được. Nó có cho em có gì không ngồi được không đã? Thì đi với em có ngồi được không đã? Thì chuyện này không mắc gì, không vướng gì đâu. Ôi, bụng cả ôi, mẹ ướt thế. Đúng rồi đấy. Vào kia không đi không hay mắc gì không? Đang chuyển chỗ mọi người. Mình đi vào trong này, cái nhà lều trong này cho nó tại mưa tí mình ra câu tiếp đứng ngoài này mưa quá. Trời ơi mà ướt hết mấy quay. Mình quay ướt hết mấy quay. Đấy. Đấy, đẹp á.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cân vào thuốc vào. Đánh mươi vào lều chú ý mọi người. Vào lều chú ý tí. Ê, đi ngã đi. Cứ để cho nó nhanh đi. Đi. Gỡ vậy. Cắn theo không ạ? Hello. Đoạn chờ cơn mưa mọi người. Mày thắt rồi mày quay một chút. Ôi chú mưa rồi vậy. Đúng kiểu luôn. Thank you.
Trường lớn mọi người ạ. Tại mưa anh em tôi lại ra chơi cái bọn này. Cái cục trà cũng để đây nhỉ. Đấy, tại mưa anh em tôi lại ra phơi mưa ở đây. Còn câu cứ vào đây. Chuyển sau. Thank you.
lên đi. Thôi, quay về mắng lợn thôi. Tức lên một đoạn. Mà có nó cái gì ấy. Thôi. Con đi ra kia nhá. Nó nó tặng được. Nó mới đợi vui.
Vừa có mượn chì nữa. Mùi luôn đấy. Ừ. Nè, ông không giờ nữa. Gì, ướt hết máy luôn. iPhone chống nước được nhỉ? iPhone này chống nước được nhỉ? 6 này chống gì vậy? Hả? 6 này chống gì vậy? 7 chống gì vậy? Chống nó đỡ. Sợ vào chân sạc thôi. Đoạn đầu tao đồng đôi mà. Đoạn đầu 2 phân đồng đôi. Tạo ra nốt sâu. Cũng như răng mình cắn một phát đất thì nó ăn phát đất rồi. Răng ăn răng mình thôi. Dây dù. Dây dù để đắp đất mấy. Dây dù thì nó đắp sợ. Dây dù nó dai vậy. Nó nhiều sợ. Nó sợ nhưng đắp đất mấy. Ra đây để cắm anh cũng được. Ừ. Việc này là mình nặng lâu. Qua ra thằng đá cùng hẳn trong này. Để cũng kem cơ. Lần đêm hoặc kem chắc chắn là mua đi đi. Mua đêm 3 giờ. Cái kho đêm nhà. Ừ. Máy tính.
như buổi thì chế đã không có cái lối đeo thì lại thằng dêm lại về thằng dêm tôi biết lại về đấy thế qua bắt sạ đá nó mua nữa đấy thế bây em mới ra chưa không nói rồi còn người Masiti bây em thằng bốn 30 Barisima nhận 30 bao nhiêu qua thằng Nima thằng ADP là không vào ấy. Nó bị kéo theo ở một vấn đề thấy vào cười u hai lần đấy vào thôi đấy chưa nữa qua đường về là hay đi đường về vào đây thì giờ cũng 90 là nghỉ được hòa Atletico cày đường về Atletico ấy à đưa đợi đưa trận trước 20 thế thì không bật còn đùa vài nhóc cơ hội xa bên kia. Một lần ở đấy thì thoát còn được ra đây, giờ ra đây còn đây rồi. Không liệu đất này mùn người nó mùn mà mùn hơn con được quả rất gần đầu đây không được con nào thì cũng sông ấy, ôi quả nhìn nổi quanh nó sông anh đầu một tay ấy. Một tay ở dưới cầm thuyền đấy là 5-7 mét nổ lên hết anh cúi nào ở sông là anh chép 5-7 mét nổ hết lên nó nặng lắm này xe này lừa rong tắt từ nhà lên điện đây trừ khi làm quang phát giữa thì phải được bộ hòa đấy là chỉ một dây đúng không? À, nó hai dây điện nó hai dây mà. Cái tăm hai dây đó đặt cái gì vùng rồi thì nó mới nó biết kiểu gì. Như buộc một đầu vào một cái một đầu xuống nhau, cái một pha đúng không? Nếu mình phải cho cái hai nó chập mạnh à? Thế, nó như chỉ có một pha lửa, đúng không? Pha lửa thôi. Rồi tao được năm ngoái xưa tao một đứa con. Mình cho một đây rồi một đoạn như nhau một đoạn thôi cũng xong rồi đây một tràn đây một chó đây khoảng cách rồi tiền này
câu của này nó ở dưới đáy nó khó ăn. Khó khăn chẳng phải khó khăn nào cậu, chết đỏ nước đẹp ngay. Còn kỳ quá. Khốn lắm, nhìn cái bóng ấy. Đó, cắn này.
Nhóc con, mày ngồi xuống đi. Nó bóng người là như thế đó. Ngồi xuống, bóng người như thế. Măng của tổ xứ. Đúng, măng của mình lên mình được nhập tổ xứ. Hai cục xả viên đu quần đấy. Tương vậy đấy. Đu đu quần xả đây rất là thẳng. Câu bên trong khô hay chờ. Tại cái này phải chưa tắt ở đây cho gì như vậy. Thông cảm mọi người, ở đây không hợp gu rồi. Anh em tôi phải đi chỗ khác kiếm ăn, sang bên kia. Ừ, hai đã hai. Được hơi rồi. Chưa nơi. Đẹp này mà cột cá mọi người. Mặt hồ im để lặng ngang. Mua. Cái này cái sim hả? Ừ. Không phải. Nè nè. Sim đó mọc đây. Ô à. Ok. Cuộc đời tôi sáng hơn rồi đấy. Thấy màu hồng rồi đấy. Thật ra là đi bây giờ.
Cuộc đời bắt đầu từ sáng rồi đấy. Mưa mang lên tốt. Ui, cái tay. Đúng bến. Tí toài, may mọi người. Tí oảng. Tí được rồi mày. Dù phim nổi đầu. Mọi người. Mày tí rơi máy quay của tôi, bao lần tôi bị rơi thôi. Rất là ghê răng. Hai cây luôn này. Hai cây. Được phát lấy nấu cá luôn. Đúng rồi. Nhưng mà với điều kiện thì được. Ai cần cần thằng nào? Con móc không biết đâu. Anh đi đâu bán cho à bán gì bán cho các sự của mắc mua ở bán đi thế nào ở đây bắt hoa trước cho nhau trước. Quán gì đấy. Tốt ý luôn. Không gì duy nhà.
cá luôn. Chết rồi. Có. Hai bộ. Móc to nhất. Mấy loại móc to nhất đi. Cá cáp. Cá chi là cáp. Nó sẽ trồn thế. Thôi được tôi. Thế biết rồi, em vừa đang nhìn ra mắt thấy anh bảo luôn.
bắt điếu thuốc. Đi. Đến đi. Ai? Tôi phạt mẹ điếu thuốc nữa. Xin con cá cú. Cú đã hóa thành một con nờ các bạn ạ. Nhưng đứa rồi. Đã đậu ở đây. Chết chết chết. Đồ câu lên. Câu đâu có chì. Không chì, đâu có nhiều. Chỉ có hai cá rồi. Thế là gì vậy? Cái gì vậy? Bốn cáp rồi. Bốn cáp rồi. Bốn cáp rồi. Mất công mua thì biết đâu nó cắn đất ra nha. Ai lại mất công mua. Chắc đấy. Đây, cáp đây nhỉ? Cáp đâu? Hai lấy cáp. Cá. Một cần rồi. Mẹ đến đồn, may lúc ấy thì chỉ mẹ đi xuống gặp ông Tuấn đi đâu có thuốc. Chia đồng hồ chì vào rồi, đỉnh cũ cho. Đỉnh cũ chì không? Em hồi em bắt đầu lấy chì ra. Đỉnh này là biết được tắm cái mất chì rồi. Biết được mất chì. Sao được mất chì rồi.
mạnh. Nhiều chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bố cú cạc ra không? Quần bị ướt rồi. Đợt cháy nhà như con. Nhà con cổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quanh đồng. Mua cái chả sữa này. Hả? Mua cái dâu về kìa. Kìa. Kìa đây. Đông, đông cả. Sao lại trên này. Đồ đấy mèo. Đúng điểm anh là thịt thịt rồi đấy. Đúng điểm em mất cái dâu rồi. Thế chứ thịt. Nào cho chỉ được vào bên trong rồi. Thank you.
đâu. Xí đố này để trơn ở lại uống gì ông? Không được. Chờ đấy. Bây giờ chưa phải không được à? Duy ở đây rồi. Là Duy ở đây, được một lúc. Mất cái móc đầu tiên của anh ấy. Không mà mấy lần nay câu ấy. Mấy câu được sáng rồi. Ừ. Không bỏ được cái bốn cái đại bốn một ít của cô thì lợn tươi thì tươi của năm ngoái thì cũng chính cái âm nhạc quay lại 9:40 chẳng hạn. Anh em còn 4-5 phút thôi. Tàu khoản đúng rồi chứ. Thank you.
xuống ở đúng chỗ đấy. Sáng nay nhắn tin hoa xanh.
đang trưa rồi mọi người, tầm ở 12 giờ trưa rồi. À, hôm nay cá nó khôn lắm, câu nãy giờ đổi bao nhiêu mùi mất bao nhiêu lưỡi không được cá. Khả năng em tôi về đi mấy cáp, vừa mua thêm cáp nữa, giờ mua thêm cáp hoàn non thì nó lại không cắn. Số đen à, hôm mình sẽ dừng video ở đây nhé, số đen lắm, để hôm khác vậy.